trước thánh nhân cùng dâng lời cảm tạ và cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Lúc đến Mary
ba hoặc tới ma xa tổ tiên từng cứng lòng dù được trông thấy bao việc chính ta làm ước gì anh em nghe lời Chúa phán chớ cứng lòng với ta em nghe Chúa phán dạy và đừng cứng lòng nữa. Thấy tha nhân chốn thân phàm tôi lừa lời xưa lỗi kín đau mà thôi rồi nêu tha nhân khiêm nhường kiên nhẫn vui nghe thay lòng là phúc hằng mong còn nếu chưa xong hãy đếm theo người nghĩa thân thay lời xin ơn trời ban tới để tình người đẹp tươi xin ơn cha nguyện xin ơn cha giúp cuộc đời con đi trên đường dài đừng mắc nợ gì ai ngoài tình thương ở dưới thế gian nếu hai người bạn hợp lời kêu khấn bất cứ điều chi thì cõi thiên cung cha thầy sẽ thấy ban ơn dư đầy hồng phúc dài lâu vì nếu nơi đâu Chúa trao quyền hàn tùy luật tuyên án giữ phép trời ban thầy nói anh em năng quyền dưới đất khi nào giang buộc hoặc thao điều chi thì Chúa trên cao cũng theo duy trì thao hay giang buộc do năng quyền cùng quyền trời cao xin ơn cha nguyện xin ơn cha giúp cuộc đời con đi trên đường dài đừng mắc nợ gì ai ngoài tình thương nhân ai trong hôm mai nguyện trong hôm mai
cánh dù nặng vai cho con quang đài. Hằng yêu thương mọi người mà Chúa toàn luân cha. Hằng yêu thương mọi người mà Chúa toàn luân cha.